Brother. À. Đoạn này là cái đoạn mà nó đóng ở trong phim Blue Brother, là cái nhà tù này. Thì bên tay phải là cái cửa lúc mà release cái thằng đó ra. À, lúc mà thả nó ra bằng cái cửa. At the light, turn right. Then the destination is on your right. À, lúc này là cái nhà tù, cái lúc này là cái nó thả cái cửa nó ra. Arrive at old Joliet prison. Wow. Yeah. It's the old prison. Cái một cái nhà tù cũ xưa đảo. Đợi anh chút xíu em ngồi đi, anh vô chút xíu. Nó có cái tour.